Như chúng tôi đã phản ánh trong một số chương trình thời sự trước, vài tháng nay trên địa bàn thành phố Hưng Yên xảy ra một số vụ việc kẻ gian lấy trộm nắp hố ga, cửa ghi chắn rác thuộc các tuyến đường trên địa bàn thành phố. Đây là việc làm mang tính chất phá hại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, cần sớm được ngăn chặn và xử lý. Theo camera an ninh của các hộ dân ghi lại, vào rạng sáng ngày 6 tháng 11 vừa qua, lợi dụng đêm tối, đường vắng, hai nam thanh niên đã lấy cắp 4 cửa ghi tại khu vực các tuyến đường Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Huy Tưởng, địa bàn phường An Tảo. Tại ngã tư đường Tuệ Tĩnh với Ngô Tất Tố, đường Phạm Ngọc Thạch cũng có tình trạng cửa ghi gang thu nước bị mất nắp. Người dân buộc phải dùng các tấm gỗ, thùng xốp chắn, đậy để đảm bảo giao thông, nhất là tránh tình trạng trẻ em vui chơi không để ý, có thể bị ngã, hụt chân xuống hố gây nguy hiểm. Trước đó, tại các khu vực dân cư NU9 xã Liên Phương, đường Nhân Dục, phường Hiến Nam cũng xảy ra tình trạng tương tự. Ngay khi ghi nhận vụ việc, đơn vị được giao quản lý vận hành hệ thống thoát nước đô thị là Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên đã lập biên bản kiểm tra, xác định tài sản công cộng bị mất, đồng thời có công văn gửi các đơn vị liên quan, nhất là công an thành phố và công an các xã, phường, đề nghị phối hợp tuần tra đảm bảo an ninh công trình công cộng trên địa bàn thành phố. Hiện tượng này đã mất khoảng mấy tháng nay và có những đêm mất khoảng 4 đến 5 cái cửa thu lắp hố ga bằng ga gang. Và chủ yếu là trên các cái tuyến ít dân cư thưa thớt, và cái tình trạng đấy đến nay cũng có trong các cái tuyến phố nội thị cũng đã xảy ra mất cắp. Hướng khắc phục thì thứ nhất là công ty đã làm cái công văn đề nghị công an thành phố rồi các phường xã phối hợp cùng với công ty để tuần tra bảo vệ ngăn chặn các cái đối tượng trộm cắp. Và cái thứ hai này công ty cũng đã làm một số những cái biện pháp để gia cố các cái cửa ghi nắp hố ga, hạn chế cái tình trạng mất cắp cũng như là đảm bảo an toàn giao thông đi lại cho nhân dân.